plug, yeah. Màn hình tối thui. Chúng ta phải mở nha, con này mình mở trước rồi. Đấy, chúng ta mở này, cậy từ từ đây. Cậy lên. Cậy các góc này lên. Cậy lên. Con này mình mở rồi nhá. Các bạn đừng đấy nhá. Đừng comment là chôn mình nhá. Này mình cho này, keo này, đấy, keo ở các góc này. Ở dưới màn hình không có keo. Con này màn hình dưới màn hình có keo. Không có. Không có keo lên mở màn hình ra rất dễ. Thảo máy Nokia là lăn. Khám phá xong bên trong có gì về màn hình của nó. Đến bước này thì chúng ta tháo các ốc này để vào ốc ra, cậy này mình. Cậy pin ở trước nha. Pin ở dưới này. Đây các mạch, đây bò mạch của nó. Đây là cáp dẫn xuống anten rung sạc. Đây cáp sạc. Phím nguồn. Đây phím nguồn. Mic camera. Hai camera. Ok, rất đẹp. Mình rất chia đẹp luôn. Một màu đen huyền bí.